cho anh cầm nguyện. Ngày hôm nay là bên trên chuột, bên trên chuột á, nó lấy hơi lên, nó lấy hơi lên. À, nó lấy hơi lên rồi, nó thấy hồi nãy nó mới kêu đó, ngồi nó thở như nè. Sắp mấy thằng già bên Cali mà cháu cầu cực ngu nữa. Rồi trần này nữa mà không lật đổ được cộng sản á, thì mấy đứa bay á ha. Mấy cái chuẩn bị bay lấy bay mua thuốc mà thuốc trợ tim á, bay ngồi bay thở nha, thở làm ơn giùm tao một cái ha. Mấy chuẩn bị bay mua cái gì đó, bay mua mì gói nè, bay mua mì gói rồi bay nằm trong xe hơi á. Cái dù mà lỡ mà hết tiền rồi á, hết tiền rồi mà tối ngày bay đi chống cộng rồi mà không có tiền để mà đóng tiền thuế nhà ra ở homeless á, nếu mà có xe hơi là mua mì gói nha, giống như thằng ngu kỹ vậy đó, chống cộng mà ăn mì gói, ăn mì gói ngồi trong xe hơi á. Ráng giùm tao mấy thằng chống cộng cực ngu ha, mấy thằng chột nha. Lần này cho bé đi chống cộng cực ngu đi ha. Bé nói làm gì ngày nào cũng lật đổ cộng sản, lật đổ chế độ này á. Xong mà thời gian đi chống cộng này mà không có tiền đóng tiền nhà thuế đó. Trời ơi, thằng Mỹ á, chính phủ Mỹ nó vô bắt đầu thu nhà ha, thu nhà có nhà ở, bắt đầu có xe hơi á, gom ra mua mì gói đi chống cộng nha. Mấy ông quân đội. Ôi, Hà Mỹ đang đợi mấy cha đó. Ráng giùm cái nha. Còn mấy thằng chú cồi mà ngu á hả, ở đây nè ha, cũng ráng đó nha, kêu gia đình đi mua mì gói trữ rồi đi thăm nuôi luôn nha, thăm nuôi luôn, thăm nuôi giùm đi mấy cha ha. Mai các anh em có ở Sài Gòn coi mấy thằng bao que đó anh đồng như ít vịt anh bằng quạt ngài có đúng rồi. Mẹ coi, em chào anh, em chào anh bằng Bình Nguyễn. Trời ơi, mấy thằng chống cộng cực ngu đi ha, giờ mấy thằng chống chú cội này làm ơn thôi mua mì gói ha. Kêu mấy thằng chột, cái mấy thằng Tân Thái con Rô Sơn Đào rồi đó, gửi tiền về là nhớ gửi kia, nó gửi nhiều về rồi kia gia đình giữ ít tiền. À, mai mốt mà vô nhà đá mà ngồi á là gia đình kia mua tự mì gói sẵn, mai mốt nhớ thăm nuôi luôn nha. Đằng này chắc ở lâu lắm á, mấy chú cội ha, bắt mấy thằng rồi đó, mấy thằng gì, thằng gì Trương Ca đó, thằng Trương Ca dưới Đồng Tháp đó, trời ơi bắt cái thằng đó tao sướng nhất á, trên đời là bắt cái thằng Trương Ca đó Hà My sướng nhất. Ôi, chào anh chú Phan. Chào anh chú Phan. À, ngày hôm nay bắt một lũ với chó ha. Thằng bay đi chột ơi, mày về mày cứu đi ha, mày xúi dân ha, mày xúi tụi bay Cali chống cộng cực ngu của tụi bay đó ha. Cái ở bên đấy bên ngồi bên Cali bên ăn bên sung sướng nè ha, rồi bên tởn mỡ rồi ha, bên xúi dân ha, bây giờ đi biểu tình cho chúng bay ha, bắt ở tù rồi kìa ha. Trang này gỡ lịch ngon lắm đó các con, trang này gỡ lịch ngon lắm ha, trang này gỡ lịch ngon lắm. Kêu thằng Tân Thái á, cha mẹ của tụi bay đó, cha mẹ của tụi bay á, mấy thằng chú cò trong nước này nè, điền thằng Tân Thái về nè, thằng chột nè, con Rô Sơn Đào nè, về đi mà cứu tụi bay ha. Cái lũ bay ngu ha, ngu đặt bay đi bằng đồ ngùi về đồ ngùi cái mà cha đấy chứ ngùi cái đời cổ lũ sĩ bằng vô mà cũng phù hợp với tụi bay, đặt bay bằng đồ ngùi ha, bằng quần lính ngụy ha. Trời ơi sao bay ngu thời buổi này, năm 2018 rồi, chuyện ha, năm 2020 rồi mà đòi đi bằng đồ ngụy. Trời đất ơi, bắt ngồi với thằng nào, thằng này cứ như con chó ha, mang giày ngụy mà không phù hợp với người bay. Bay là người Việt Nam, bay đặt bài bằng đồ ngụy đồ của Mỹ chi vậy, nó đâu có phù hợp với tụi bay. Trời ơi, tụi nó suối bay, tụi nó suối bay ở tù hết, cho nó ở tù hết đi, bắt rồi được rồi hả, rồi bắt mấy thằng với con chó. Trời ơi tụi bay hả, đằng trước á thì an ninh nó để cho yên chứ thôi, phải có bằng cưới tụi bay. Đằng sau này nè các con ha, nhà tù Việt Nam dư lắm, đất Việt Nam còn rộng ha, nó xây nhà đá rồi bà ngồi bắt đầu nó đếm ha, tụi bay ngồi bay vô làm tù chính trị đi các con, trần này vô làm tù chính trị nha ha. Xong đó học thêm mấy bài về chính trị nữa ha, học chừng 17 trần này làm ơn là nếu mà nhà nước mà xử giùm cho mấy thằng này á, xử chỗ nào hơn ha, ít nhất 15 năm 20 năm giùm, làm ơn 20 năm cho nó về chết mẹ cho nó luôn, cho nó rùng răng này coi về nó chống cộng nữa không nè. Ở ngoài đời không chịu sữa, nó thèm ăn cơm tù cho nó ngồi cho lâu ha, ngồi đó bắt đầu nó ngồi gõ mỏ bắt đầu khóc hù hù. Trời ơi ân hận hả, tụi bay hăng lắm mà, bay hăng lắm mà, bay lên mạng bay sụa dữ lắm mà ha, bay thèm trong tiền đô Mỹ ha. À, Hà My chào Toàn. À, chẳng sao nha.
rồi mới nghe mấy thằng chột ha, ngày nào cũng mấy thằng chột ha, mày ra ngoài kia đi, mày kêu thằng chột ha, kêu thằng 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 thằng, 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 thằng Thái ha, toàn thủ tướng làm móng không à, mà bây là ngu đi nghe mấy thằng mà đòi là tu càng thủ tướng làm móng hả, làm chết mẹ luôn, giờ bây ngồi tù á, mày kêu nó gửi tiền về đi, kêu cha mẹ tụi bay á, à, mua mì gói xăng bữa nay em vô tù cho tụi biết ăn, vừa chống cộng mà vừa ăn mì gói mới là ngon à, ăn mì gói rồi xong rồi ngồi trong nhà đá tù chính trị của tụi bay đó ha, à, đồ ngu, tụi biết ăn cơm chứ mày phải ăn cái thứ gì đâu mà sẽ ngu dữ vậy, mày kêu thằng chột một con mắt á ha, à, kêu thằng chột nó về đây à, cứu tụi bay đi, cha mẹ bay thôi hết cứu rồi ha, à, bay ở tù chính trị, bay nhớ bay học chính trị thêm nữa đi ha, à, mua mì gói chống cộng cực ngu à, cái này giỏi đó, cái thằng chột nó gửi mì, gửi tiền về mua mì tôm đi ha, mua mì tôm ký á, chắc tụi bay không có mì tôm tôm gói được mà ăn đâu, kiếm một mì tôm ký á ăn cho nó rẻ, họ tù dài năm mà tiền đâu nuôi cho tụi bay nổi hả, thấy chưa, trời ơi, kêu thằng chột với thằng Thái về đây đó, ở tù có ai nè, anh Hùng Rơm hả, anh Hùng Rơm đặt bài đồ lính ngụy nữa chứ, nghĩ sao năm 2000 gần năm 2020 rồi đặt bài bằng đồ ngụy nữa bay, trời ơi cái thèm quá ha, bay nghe lời nó nói là lật đổ chế độ này nó không cần về lật đòi chính đòi làm quyền lợi gì đâu, trời bay ngu, bay ngu mới nghe lời nó, rồi bắt đầu vô tù bay ngồi bay sùa, rồi bay sùa bay khóc hù hù, cha mẹ bay chuẩn bị ha, mua mì tôm cho lắm đi, bắt thằng Trương Ca rồi hả, đúng rồi bắt Trương Ca rồi, trời ơi bắt thằng chó nó rồi ha, nó ngồi với một con chó hả, nó ngồi với hồn cua với một con chó nữa, y như một con chó mà bị giống như là bị dịch á hả, đặt bài bằng đồ, bằng đồ có mấy thằng bằng đồ đồ ngùi nữa chứ, rằng ri nữa chứ, trời ơi bằng đồ không phù hợp, thằng nào thằng đấy cái mặt á thì ngu với con chó vậy, ngu mà đù nữa, mặt bài làm chính trị, mấy thằng bé kia, mấy thằng nó ngồi nó vừa dũa móng vậy này ha, cái thằng gì đó thằng dũa móng, thằng dũa móng vậy á mà bằng đêm á thì làm thủ tướng mà ghê chứ, vậy mấy cũng ghê. Ở ngoài nóng từ đó à, tới bay 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 ờ bay sắt bom xăng đi, bay sắt lần nhốt lưng đi, bay cái lần đi, lần đi ai chết biết liền à, các tụi bay qua chừng á bay ăn hả, bây giờ là bắt tụi bay rồi ha, ta nói làm ơn cho nhà nước mình á xử tụi bay thiệt cao, ít nhất 15 năm 20 năm tù mà tù phản động rồi nè, cho nó ở ít trong á, cho nó học chính trị luôn, cho mua nó mấy cuốn sách á, cho nó người học chính trị luôn, chứ đừng có cho là 3 năm 4 năm nó ít lắm, mà thằng này đừng có cho vậy, nhà nước mình phải cho từ 15 năm đột lên đấy, tù chính trị á, tù phản động này phải tù cho lâu thì cho nó học chính trị cho lâu, mua nó mấy cuốn sách nữa cho nó học chính trị nữa. Em chào anh Đào, chào Lê Văn Minh nha, trời ơi mày kêu thằng bé Đương chột về đây, đứng dậy lên đi, hy sinh chết đi, hy sinh chết phải đổ máu chết đi, mình phải chết, mình phải chết, chấp nhận nó kia, chấp nhận là đổ cả nhà dân hết luôn rồi xây dựng lại. Ôi trời ơi đúng là thiệt, mấy thằng đang làm chính trị sao mà nó ngu dữ vậy trời, nó kia là bom xăng quốc cho dân cháy nhà hết đi hả, chết hết rồi lấy đâu ra hả, nó kia là nhà cháy hết đi rồi bắt đầu xây dựng lại đất nước, trời ơi là trời, tôi giữa lúc đó là tôi không biết cái thằng này nó học mình là ngu nhất á, mà nó kêu là dục cho nhà cháy hết đi để nó xây dựng lại đất nước, trời ơi nó nói cái kiểu gì mà tôi nghe tôi ngồi tôi mắc cười bể bùng luôn á, kêu nó dục cho nhà dân cháy hết đi, cháy hết đi để nó bay về nó làm, à tụi nó bay về nó làm á, nó làm chính trị đó, trời ơi nó xây dựng lại đất nước, trời ơi thằng chột nó làm ơn sao nó không chột thêm con mắt nữa thì cái chứ, bây giờ hả nó ngồi bên nó xuống chắc có một lũ ngu đây mà đi ở tù thế cho nó, sao có lũ chú còi ở đây bé ăn cái gì bé ngu, về bé ngu vừa phải thôi chứ, cha mẹ bé nuôi từ nhỏ đến lớn lên ở trong đất nước yên bình thì tụi bay không chịu, mấy thôi em ăn cơm tù chính trị mới chịu, bỏ tay luôn á, mọi người thì nhỏ xíu à mà đặt bài mặc đồ ngụy không có phù hợp hả, thằng một bên đó là một lũ nó ngu mà nó đòi chống cộng, sắp rồi em, một lũ nó ngu hả, một lũ ngu mà đòi đi chống cộng, mấy chống cộng cái gì vậy hả, mấy chống cộng nha,
ha, gửi tiền về nhiều nhiều chống cộng cực ngu á, hết tiền rồi nè, hết tiền đóng đóng tiền nhà bên Mỹ á, cái Mỹ nó thâu, bắt đầu không có tiền ở Brazil. Nhớ nha, các ông nhớ nha, trừ lại chiếc xe hơi nha, mua một thùng mì gói nữa, vừa chống cộng vừa ăn mì gói nữa ha, có tiền gửi về chứ các mấy thằng chống cộng cực ngu ha, làm ơn. Còn mấy thằng chú cười ở đây ha, già đá Việt Nam đây, đất Việt Nam còn rộng lắm, Bình Dương cũng còn rộng. Ừ, đất Việt Nam cũng còn rộng, thiệt, tu đây, giờ xây xây già đá tôi biết ờ, hả? Đồ một lũ ngu, hả? Thằng Trương Ca với cái thằng mấy cái thằng mà thằng Sĩ Đan đó, mấy thằng đó, mấy thằng chú cột phải bắt hết, bắt mấy cái thằng đó đó. Bắt mấy cái thằng đó cho nó ở tu, mấy thằng mà cầm đầu mà lên chuyện ta tu từ 15 năm, 20 năm. Mấy thằng đó đó, cho nó ngồi trong về chính trị của nó. Đồ thằng mấy thằng ngu, mấy thằng dốt, đặt bay làm chính trị. Lù bấy ngu thì phải lo đi làm, phải ăn đi, không chịu. Đặt bay anh hùng rơ mà, giống như người ta anh hùng cứu mỹ nhân không nói. Còn bây là anh hùng mà đặt bay làm anh hùng làm chính trị. Thằng nào thằng lấy dốt như con chó vậy á. Mẹ nó ngồi bên nước ngoài á, nó ngồi bên bên Cali á, mà nó xúi cho đi cầm bom xăng rồi bắt đầu tao nói cho tụi bay an ninh Việt Nam hả là giỏi cực địch luôn, nói cho tụi bay biết quốc tế người ta còn khen an ninh Việt Nam mình đó, tụi bay đừng có ngu, đi ngu vừa thôi, cha mẹ bé đẻ ra cho bé ăn cơm Việt Nam đâu có thể ăn ăn bơ sữa đâu mà sao bị ngu, bị ở Việt Nam hay bị ngu dữ mày. À, an ninh Việt Nam mày tưởng dễ gạt lắm hả? Bây giờ có mặt hả? Tụi bay chỉ cần hé cái mặt ra thôi, thấy chưa? Mấy thằng là chết mẹ tụi bay hết. Cái bay đừng có sầu vùng, mặt thằng nào thấy lấy ngu chết mẹ luôn. Bay được bày thôi, đi tiếp tay làm chính trị. Ăn thì cũng lo ăn để mà đi làm đi, để xây dựng đất nước. Mày đi tiếp tay cho ba cái lụt chống cộng cực ngu. Mẹ nó bên đó nó chống cộng đi kìa, nó ăn mì tôm bên Mỹ kìa. Ngủ thì ngủ, ngủ xe hơi. Mùi gói ăn đi chống cộng. Mình có lý có lúc lũ ngu bởi đó. Tôi bấy ở đây nó gửi về 3 đồng 3 cặp hả? Bấy nghe tiền đô nghe tiền Mỹ mới thèm lắm hả? Ôi trời ơi thời buổi này mày đừng có nghe. Để nghe Việt Kiều Mỹ quá là biết sợ nha. Cái này Hà My không vơ hết cả đùa cả nắm. Ha? Hà My không vơ đùa cả nắm cả Việt Kiều bao. Mà tôi Hà My nói là những cái người mà chống cộng cực đoan á, tại ba cái ly á, cho Hà My không thể nào nói ra hết. Những cái người mà chống cộng chống đối nhà nước được đây á, một cái lũ đó hả, với cái nồi cơm heo bên á, ngày nào cũng đòi là lật đổ đất nước, lật đổ cộng sản, lật cái mẹ đó chứ, lật nó ngồi bên đó, nó là bên bên đó mà nó xuôi đây, bây đi tiếp tay cho nó làm sao hả? Đất nước như vậy, đất nước hè đang yên bình vậy nè, ngày qua ngày đi làm chỉ tối về ở gia đình đi chơi phải sung sướng à, tôi biết ở đài tắt đất nước Việt Nam bay cũng sáng con mắt đi biết chứ, sao mấy ngu dữ vậy hả? Mấy có hiểu gì cái luật bên nước ngoài chưa, phải hiểu hết chưa hả? Nên nó nói ngọt cái bên nghe một phía à, cái tượng là nước Mỹ là thiên đường của chúng bay à hả, thấy địa ngục với ở tù lỏng bên á, cái tượng Mỹ là ngon hả, hay tao mới tượng cả cái nước châu Âu à, tất cả là ngon hả, thiên đường hả, thời buổi này không có đâu, các nước à, bây giờ nó siết lại rồi, không phải như hồi xưa đâu, bây giờ luật bây giờ cả nước ngoài cũng vậy à, nó siết chặt hết rồi, không phải đâu mẹ, Việt Nam sướng quá rồi, bay hóa quần ăn rồi biết lo đi làm lo trận mờ, ở ngoài đời sung sướng chịu, vô ăn cơm tù chính trị đi, chẳng có cho tụi bay mười mấy năm đỡ lên hết đi, cho bay về bay già rồi bay khỏi làm gì hết á, khi đó mà ăn thằng đặt bay anh cùng rơm chính trị đồ lũ ngu hả, đặt bay làm bậc tay hả, bằng đồ gì sĩ quân sĩ bằng đồ gì quên rồi, sĩ quan, trời ơi mặt thằng nào hả, y như mấy thằng mà bị té giếng vậy á, đồ ngu. Mà cái mặt mấy cái thằng có lũ bay hả, chống cầm cực ngu bên nước ngoài nữa, bên Cali phọt gì của chúng bay đó hả, ngồi sủ á, lật đồ lật, mấy thằng mày về đây nè, cứu mấy thằng chú coi đây nè, mấy thằng chó cái rương chuột, thằng Tân Thái hả, Đào Minh Quân, Đào Tục Quân gì đó, về đây cứu hết đi, rô sông Đào, rô trong đồ ấy, con đị rô sông Đào nè hả, con đị chó, con đị bị khốn nạn đó hả, con đị mà có ba đứa con hả, sắp bị thiểu não hết rồi đó, ngày nào cũng rô sông Đào cú cái hé hả, à, con ngựa cái lụt bay đừng nói yêu thương dân Việt Nam, ở đây cũng ai dân Việt Nam cái lụt khốn tụi bay hết á, mẹ mới ngon mày về đây đi, tao nói thiệt với tụi bay luôn á, tao cũng chơi tụi bay khô máu luôn, tao nói tụi bay ơi, nếu mày ngon mày về đây tao mới dò
thì mày gãy lên đó là tao quay thường tụi bay ha. Còn cái luật ở đây tụi mày ngu, thì mày tiếp tay thì mày ráng mày chịu, gia đình mày chịu, cha mẹ mày chịu, mà còn khá mai sau này chúng chửi nữa, trong đất nước chửi chửi tụi bay nữa, đồ cái lũ ngu ha, cái lũ ngu đợt bay ở đất nước mình cũng lo đi làm, tao đi tiếp tay cho phản động, thử ngu không? Đợt bay anh hùng chính trị hả hả, chính trị cái mà mẹ tụi mày ngu vừa thôi hả, cái đòi mày lấy xăng mày đi đốt dân, mày xuống dân mày ngồi đó mày xuống dân đi chết. Có mấy ngu không? Nó kêu mày đốt dân nhà dân hết nè. Rồi mày nói mày xây dựng lại đất nước hả? Cái tượng đất nước mày muốn xây muốn dần dần hả? Mày có đủ sức để mà làm như vậy không? Cái mặt tụi bay ngu ra cái là hồi lùm với chó. Đầu ngồi đó mà khóc hù hù. Chính phủ vừa mới không biết tụi bay làm gì hả? Tao xấu xí hết thảy nguyên, tao xấu xí kì bà nội tao, tao mắc mớ gì mày hết. Cái lũ ba que bay á, tao đối với tao xấu xí tao không cần thiết ha. Cái lũ túi bay á, hải nguyên cái lũ mà đùi bay á ha? Cái lũ bay là lũ lừa gạt dân tại Việt Nam ở đây mới là xấu ha. Cái lòng con người chúng bay mới là xấu xa ha. Bay đi lừa gạt những người dân thiếu hiểu biết, tao nói cho tụi bay nghe. Mày chẳng hiểu gì con mẹ cho tụi mày là người ta không cần biết. Cái lũ bay là ăn là ba que sọ lá, ăn mì gói đi chống còng cực ngu ha. Lũ chúng bay cũng ngon á, thì bay đi về đây để cầm đầu đi mới là giỏi. Chứ ngồi bé nó xuống dân cầm bom xăng bom đầu để đến lấy bay lấy cái bàn đạp giùm cho tụi bay. Đồ cái lũ bay nó có hèn hay không hả? Mày chống còng gì vậy? Mày chống còng rau muống hả? Mày lấy cái còng rau muống rau lan hả? Rau muống rau lan có tụi bay hả? Trời ơi. Mấy ngu thằng bằng ngày con mà tao nói tao lên diễn đàn con nào cũng làm móng hết á, thằng Úc cũng vậy, thằng Tân Thái cũng làm móng, chứ cái thằng gì đấy nè, thằng gì bên Triều Đại Việt á cũng làm móng, cơ dùa vậy nè. Đi đâu bay làm chính trị bằng ngày thì cà móng, tối sẽ làm thủ tướng à. Nồi tụi bay phải làm cái kiểu gì vậy hả? Phải ăn rồi phải trả thù hả? Phải trả thù gì hả? Phải đòi là muốn chế độ lại hồi xưa của đời cha của chúng bay hả? Hả, công nhận cha bây dồi dét cuộc đời của tướng bay hả? Cha bay bây dồi dét cái cỡ này nè bay á, thì bây giờ hả, cái lụt khốn tụi bay là giờ tụi bay thì còn 50 với 60 thôi hả? Thì đúng rồi, cái đời cha bay công nhận dồi dét khốn nạn ghê vậy, bây đòi lật đổ, bây đòi có thế lại cái đời cha của chúng bay hay sao hả? Giờ bây xúi lại con dân Việt Nam bị đi cầm bom xăng này mà chưa làm, bây giờ ở tù mấy thằng kìa, lũ với lũ chó kìa, kêu thằng chột về đây, thằng là gì Hải Nguyên, mày kêu thằng chột về đây đi Hải Nguyên, cái thằng chột thằng Tân Thái nè hả, về cứu đi, về cứu đi. Tụi bay hèn dữ vậy hả? Cái tượng đất nước Việt Nam này bay muốn làm sao làm hả? Tụi bay đủ trình độ không? Tụi đủ tư cách không? Em chào chị Hoàng Hải Yến. Bay đủ tư cách không hả? Mày Việt Nam hả? Mày để Việt Nam trong tôi hả? Cái chữ Việt Nam mày dẹp đi cái thằng đó hả? Bây giờ Việt Nam tao chở con bạo đi mặt đi. Đó đó, chị ta nói đó, ở Việt Nam có con chó tụi bay mặt hả? Vừa rồi thì bị biểu tình được á, thì bị ở chuồng tầng này nè, bị quay à bom xăng mà không được nữa thì bị làm gì nữa đây hả? Hả, bị làm gì nữa đây? Em chào anh Phùng Nên hả? Là bị suối bom xăng rồi đốt nhà, đốt cho dân, đốt cái mặt mè bé cho đốt hả? Cái lụt bấy khốn nạn hả, công nhận bấy hèn hạ, bấy đòi lật đổ cho cộng sản, bấy ăn rồi bấy nói cộng sản ác, cái lụt chúng bay mới là ác hả? Bấy nói cộng sản ác, hèn ác. Mà bây giờ mới xuống dân này, mới kêu dân hả, đi đó bom xăng để rải ngoài đường để đốt, với là dừng những cái gì là chống lại những người dân hả? Cộng sản là dân đó, đi ra mặt đi, nói thật mấy con hả, nhà tù Việt Nam đời chúng bay đó, cho chết mẹ mới hết đi. Trần này tôi thiệt làm ơn nhà nước hả, sự cho mạnh tay, đừng có năm bảy năm gì nữa, tù chính trị mấy thằng chó này này để cho nó làm anh hùng rơm, cho nó ngồi trong mọc sách luôn, mua cho nó ấy cuốn sách nữa, gửi vào cho nó để cho đọc chánh trị nữa. Ngu đợt bày dốt đi làm chánh trị, đợt bày đi anh hùng rơm. Tụi bay hả? Ở đó mà tù chánh trị. Tụi bay là thằng bay lừa thằng đi ngu không? Thằng mặt thằng nào thằng ấy y ngáo đá vậy? Thằng nào y với ngáo đá vậy? Thằng nào lấy cái mặt tối y với đêm 30 vậy á hả? Mày nói tối nè, thằng mày ly trột mày nói là tối 30 này nè ha, mày làm đi bom xăng hả? Ừ, bom xăng đi. Cái mặt thằng bay á thì ngày thì vua móng chết bà nội luôn,
hả? Mà nghĩ sao đầu óc mày đi làm chính trị, đời của thằng cha mày á đã thua rồi, thua cộng sản rồi, cứ mãi mãi tụi bay vẫn thua cộng sản, là vì nó sao cái đầu óc của tụi bay là toàn suy nghĩ được những cái dốt nát thôi à, cái xúi dân đi chết thôi à, ai mà nghe tụi bay hả? Chỉ có lù mà ngu dốt mới nghe tụi bay. Không có, chị đâu có bức xúc, mình đâu có bức xúc, mình nói thôi, đánh chị thì ăn nói vậy nó quen rồi, nó không bức xúc chứ mình làm gì đâu bức xúc. Tại mình thấy là nó xúi người á, là cầm bom xăng mà ngày hôm qua đó bị bắt hết rồi đó, bị bắt hết thằng trột rồi nè, thì về đây mà cứu thằng Tân Thái, về đây mà cứu hả, về đây mà cứu đất nước Việt Nam nè, về đây mà cứu. Tôi ngày nói là Việt Nam nào là giống như sắp bao gì sắp mất nước rồi, mất hết rồi, nước mất hết rồi, lấy gì đâu mất hả, toàn là nó đốc xúi xúi cho những cái lũ ngu á, nó cần đồng tiền đô hay cần một cái vé đi Mỹ gì đó. Tao ngồi sủi như thế nào cũng cần thiết, phải không? Chó hay không là tao mới chó, ba que mới là chó, biết không? Tại ba que mà nó làm chó, nó đâu có chịu làm người. Ngày nào cũng sủa, nó xúi người nó chết thay, nó mới là chó, biết không? Nó mà chó đó, còn trong đất nước của tao, tao có quyền nên tao nói lại cho tụi này. Ngon cứ về mà đi cứu đi ha. Còn tụi bay là chó ba que, cuộc đời của thằng cha của tụi bay á là làm chó gì biết không, làm chó cho ngụy hả, bắt que làm chó cho ngụy, tới đời này đẻ đứa con ra ngồi trên diễn đàn xúi dân đi chết cũng là làm chó, cha con nó là kiếp làm chó, chó tay sai, chó ngụy ha, chó ngoài xăm. Nói cho tôi mới biết cuộc đời bấy không chịu làm người, bấy không làm gì có cái ý nghĩa hết á, bấy là người Việt gốc Việt mà đi tiếp tay cho những cái người mà lụng nguy khốn nạn của tụi bay hết. Đó là tôi nói chuyện những người trong này thôi. Tao ngồi ách ấy giếng tao không cần biết hả? Tao đâu có nói tao giỏi đâu, tao đâu có nói tao giỏi. Việt Nam tao đâu nói tao giỏi đâu, tao đâu cần giỏi. Mà tao thấy trước mắt lên đây là tao chửi lại cái lũ khốn tụi bay, cái lũ khốn tụi bay mới ngồi ách ngồi đáy giếng. Tao nói cho tụi bay nghe, biết sao mà tụi bay ách ngồi đáy giếng không, lũ bắt que chúng bay. Mấy trả thù 47, 40, 43 năm nay rồi. Có thấy rùng cùng lông cộng sản nào chưa? Hay mày để số dân vô tù ngồi không? Ngồi tù mà tội không? Chúng bay mới là ếch ngồi đáy giếng, nghe chưa? Ngu mà đặt bài học làm chính trị, ngu thì lo làm mà ăn đi. Đặt bài học chính trị chi vậy? Hả? Ngu chết mẹ luôn 43 năm nay. Cộng sản ta làm đến đất nước vậy nè, mày làm gì rùng được cùng lông cộng sản chưa? Hả? Thấy cái ba đời chúng bay chết rồi cùng cộng sản cũng nhúc nhích gì hết. Thấy bên suối dân lại đi chết thay giùm cho tụi bay hả, đi ôm cái gì, đi ôm cái cục hằn hoặc cục cái gì trả thù của chúng bay, là bên suối dân này đi 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 ngồi chết thay cho giùm cho tụi bay hả, đúng không? Tụi bay bắt que mới là ếch ngồi đáy giếng hả, còn tao ở đây tao không cần ếch ngồi đáy giếng gì hết, tao là người dân, tao thấy cái tụi bay khốn nạn quá hả. Đời thằng cha của chúng bay là đã khốn nạn là vì lý do gì? Kiếp trước thằng cha bay là tiếp tay cho mày, đánh lính thuê cho mày, tới phiên cái đời hết cái đời của mày rồi, mày họ bắt tay làm ăn rồi, tới phiên của chúng bay á thì bay mượn người dân để giết người dân với nhau, chúng bay mới khốn nạn á. Khốn nạn như cái lũ chúng bay là cái đời con của thằng cha chúng bay đó khốn nạn nhất. Mẹ chúng bay mới ngon mới về đây cầm đầu tao mới là giỏi, chứ còn tụi bay là bay lợi dụng những người Việt với nhau để chà đạp với nhau, phá trên đất quê hương của mình. Chúng bay càng khốn nạn hơn thằng cha chúng bay nữa hả, thằng cha của bay là khác, còn bay là khốn nạn hơn nữa. Bây giờ trên đây mình một đất nước rất là văn minh, rất văn hóa, rất rất là đủ điều kiện hết, mà tụi bay đã không học được cái tốt hay cho đẹp hả, cho đẹp để đem về quê hương đất nước. Bay đem về đất quê hương đất nước toàn là xúi phạt đồng trong đất nước này không, tụi bay có xứng làm người không, thì bay làm chó đi hả, bay cái mặt bay úp xuống làm chó đi, bay đừng có hở tí xíu bay hư, bay cứ khen đất nước mày văn minh hả, cái gì cũng tốt đẹp mà bay học được cái gì tốt đẹp chưa, hay bay xuống dân đi chết thôi hả, cái lũ khốn nạn chúng bay hả, ba que sọ lá chúng bay, cái đời của bay bây giờ còn khốn nạn hơn thằng cha của tụi bay nữa hả. Thằng cha của tụi bay thì tao không nói, mà bay làm con bay học một cái con đường, bây giờ năm 2018 này này là càng ngày càng văn minh này, càng hiện đại rồi, mà bay là ẩu trĩ hả, cái đời đầu của tụi bay là ẩu trĩ hả, bay sống hẹp hòi ích kỷ, bay sống bay thỏa mãn cho chúng bay cái mối hận thù
còn bay không biết cho người khác để xúi người ta đi chết thay cho luộc chúng bay hả? Con khùng gì, con gì mà chửi tao vậy? Đồng dao, mày để cái lá cờ đảng đây, mày để số hả? Cái luộc chúng bay tao là vớ đủ đập vô đây luôn á, tao sẵn tao chửi luộc bao que chúng bay luôn hả? Cái luộc chúng bay 43 năm mới làm được gì? Tao đời tụi bay ngày mai đó, nhà đá đang đời cái luộc khốn tụi bay hả? Bay ngồi bên đó mới sùa, mới xúi gian tao đây đi chết thay cho tụi bay. Cái đời của bay còn khốn nạn hơn thằng cha tụi bay biết không? Thằng cha của tụi bay là chẳng qua là vì cuộc sống thì đi này đi kia. Còn bay cuộc đời này bây giờ là hòa bình rồi, hòa hợp rồi. Hả? Bay xúi lại chiến tranh, để kêu lật đổ giết chết hết đi để xây dựng lại đất nước. Cái đời thằng cha bay kìa, hả? Có miệng tiếp tay, có pháp tiếp tay, chúng bay đã làm được chưa? Cái lũ chúng bay ở ngày đi làm máu, mà tụi bay học chính trị. Đồ ngu, lũ chúng bay hả, ăn cờ lỗ ăn còn chưa sống nữa. Tụi bay chính trị và chính đồ, chính con mẹ tụi bay cái chính trị. Tù chính trị của Việt Nam có đang đời tụi bay kìa. Đất Việt Nam còn rộng đang xây tù đời tụi bay đó. Mày có ngon về Việt Nam đây. Đó, tụi bay luôn. Mẹ tụi bay ở một đất nước văn minh mà tối ngày cứ nói thì đúng ra là mình phải nói cái chuyện cái văn minh như thế nào. Cái số dân đi kêu bom xăng để đi chết thay cho chúng bay, bây giờ bó tù của tôi kìa hả? Thằng gì Sơn Ca đó, luộc chó chúng bay đó, mày về mày cứu đi. Hay mày ngồi bên đó mày chỉ được bày suối, suối giùm cho người khác thôi. Đồ cái luộc chúng bay hèn không? Bay hèn với một con chó mà để mà núp trong một cái hang mà không dám lôi cái mặt ra. Mày sống vậy mày làm chính trị làm gì hả? Suốt cuộc đời mày không bao giờ mày mãi vật thua cộng sản là vì lý do gì? Cái tư cách đời thằng cha bay đã thua rồi, còn lũ tụi bay là cốc té thôi, nghe chưa? Bay được bay đồ một ngu với một con thua được con so con chó còn đỡ, tụi bay thua một con chó của Việt Nam ta đây nữa. Tụi bay cuộc đời của bay hả, đời cha của chúng bay đã làm tay sai, đời bay cũng còn làm tay sai. Thấy mi chàng nghe chưa, đời tụi bay á, đúng ra đời cha bay là đi lầm lội rồi, thì con đời của chúng bay năm 2018 rồi, sống phải thông minh, còn sống bay ngu hơn của thằng cha tụi bay nữa, thì đời của bay thì bay chết đi hả? Cái sống với đất mì uổng lắm, bay sống một đất mì mà bay không có văn minh hả? Rồi bay không sống một đầu óc đấy không mơ mang ra đi à? Bay sống gì là phí, bay mơ mộng lật đổ cộng sản hả? Bay về bay lật đổ dân thờ của bác que chúng bay hết mới là về hơn lật đổ cộng sản, hoặc là bay đào mồ sẵn đi nghe chưa, hoặc là nhà bay hả cộng sản nè cũng có tiền mà để mà đóng cho thuế nhà nước á, là chúng bay ở ngồi xe hơi mua mì gói ăn đi chống cộng nghe chưa. Mày tưởng đất nước Việt Nam này mình muốn lật là lật hả? Mày tưởng giống sâu nước mình muốn lật thì lật hả? Tao thấy mày về lật đổ dân thờ bao quay chúng bay hết mới về nghe chưa, còn lật đổ cộng sản thì xưa rồi, nằm mơ đi, nằm mơ bằng ngày đi các con, mấy cái lũ chó tụi bay nghe chưa. Tao nói cho tụi bay biết, lũ chúng bay nên kia tao hả? Tao thấy mày càng ngày càng ngu quá, đâm ra tao phải lên tiếng nói thôi. Tại tao thấy mày hả? Mày ngu vậy mày làm chính trị cái gì? Hả? Cái lũ mày ngu vậy mày làm chính trị làm gì? Bằng ngày á thì là cà móng, cà bét, cà tùm lum hết. Rồi bắt đầu mày đi làm chính trị, rồi mày xúi dân cho bây giờ nè. Ngày hôm qua đó, bắt mấy con chó đó, mày kêu thằng chột nè. Để em kêu mà lên lên nha. Thì mày kêu thằng chột nè, rồi mày kêu thằng bé rương chột này lên ha, về mà cứu chúng bay đi ha, luộc khốn tụi bay. Em đang mời anh đấy, rồi anh thoát ra đi, không có camera anh thoát ra đi, rồi anh vào lại, anh thoát ra đi. Đất nước Việt Nam tao đất còn rồng lắm ha, cùng có tiền để xây nhà đá cho chúng bay, rồi sẵn sàng nhà nước tao mua sách chính trị cho tụi bay học luôn ha. Được rồi, đời cho chúng bay đó, tại tụi bay hèn quá. Công nhận bé ở bên Mỹ cái miệng bé hô hào á, dân xuống đường dân chết đi, lật đổ cộng sản đi, đốt nhà dân chết hết đi, xây dựng lại quê hương. Tụi bay làm gì có quê hương để xây hả? Quê hương ở đây làm gì có cho tụi bay? Ở đây đấy tao đây không dân với ai hết, không dân cho luộc khốn nàng bán nước cho tụi bay, không phải là luộc nguy với tụi bay. Ở đây tao không có dân cho luộc tụi bay. Bé tưởng chính mấy triệu dân nghe lời chúng bay à hả? Bay nằm mơ hả? Hả luộc chó, bây chỉ có lừa dùng những cái đứa ngu, mấy đứa mà thiểu não mới tiếp tay cho chúng bay, nói cho chúng bay biết vậy đó. Cái lũ bay ngu như vậy thì làm sao mà được bay hả? Ngàn năm sau bay cũng không chống cầm được. Tôi nói cho tụi lũ cho chúng bay tụi mới biết. Em đang mời anh.